chất đôi môi hồng, yêu đôi mắt say mơ. Anh yêu tóc em buông dài, yêu em tình ngất ngây. Anh yêu mãi đôi tay mềm, yêu em lúc em đàn. Anh yêu tiếng ca êm đềm, bên nhau nhìn trăng vàng, tay cầm tay ta cùng mơ màng, xây đắp mộng đẹp cho tương lai, thương yêu nhau mãi mãi. Em yêu nhất đôi vai tràn, yêu ánh sáng hiên ngang. Em yêu lúc anh tươi cười, đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFTR được truyền đi từ Saskatoon, Canada và mỗi chiều chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM. Chương trình này cũng được phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngữ@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ thân ái kính chào quý thính giả. Thông báo của Hội Người Việt Saskatoon về chương trình tiệc họp mặt văn nghệ mừng xuân Giáp Thìn. Trong không khí đón mừng năm mới Tết Giáp Thìn 2024, Hội Người Việt Saskatoon sẽ tổ chức một buổi tiệc họp mặt văn nghệ cộng đồng vào ngày thứ Bảy 3 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Quý Mão, thời gian từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm, tại hội trường bên cạnh nhà thờ Holy Family, số 123 Nelson Road, gần góc đường Attrick Drive. Bữa ăn tối theo hình thức buffet sẽ do Hội Người Việt Saskatoon phụ trách với sự hỗ trợ của các đoàn thể và thân hữu trong cộng đồng. Chương trình gồm múa lân, văn nghệ cộng đồng, karaoke, lì xì cho trẻ em, bán hàng, xổ số và dạ vũ. Giá vé tham dự $35, trẻ em từ 6 đến 12 tuổi $20, trẻ em nhỏ dưới 6 tuổi thì miễn phí nếu đi cùng với người lớn. Vé bảo trợ VIP, bàn 8 ghế được dành sẵn là $400. Quý đồng hương muốn tham dự, xin vui lòng liên lạc một trong các số điện thoại sau đây để đặt mua và nhận vé. Anh Đông Trần, 306-261-1815, chị Mỹ Linh 206-251-2090.
2441, chị Dung Võ 306-261-1752, anh Thanh Sơn 306-251-1167, anh Trung Nguyễn 306-251-0003. Hoặc có thể đến mua và nhận vé tại hai địa điểm sau đây: Young Nails and Spa, số 2403, đường số 22 West, tiệm may Mỹ Linh, số 414, đường số 33 West. Xin lưu ý, vé sẽ không có bán tại cửa. Hạn chót bán vé là ngày 27 tháng 1. Ngoài ra, quý đồng hương Hội đoàn Thương nghiệp muốn tham gia bán hàng trong hội trường, quý vị mạnh thường quân có nhã ý muốn bảo trợ, ủng hộ tặng phẩm xổ số, quý anh chị em, các cháu muốn tham gia thiện nguyện, đóng góp các tiết mục văn nghệ cộng đồng, vân vân, vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc họp mặt văn nghệ Tết Giáp Thìn 2024. Hội Người Việt Saskatoon trân trọng kính mời. Thông báo của Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Saskatoon về gói bánh chưng gây quỹ. Trong không khí tưng bừng mừng đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cộng đoàn Công giáo Đức Mẹ La Vang Saskatoon sẽ tổ chức gói bánh chưng gây quỹ cho cộng đoàn. Quý đồng hương có thể đặt mua và nhận bánh qua các số điện thoại hoặc tin nhắn sau đây: anh Đỗ Ngọc Hưng 306-382-7422, anh Trần Thanh Sơn 306-251-1167, chị Trần Thúy Nga 306-220-6649. Bánh được bán với giá 22 đô la một tấm. Ngày giao bánh là ngày 1, 2 và 3 tháng 2 năm 2024. Hạn chót đặt bánh là ngày 29 tháng 1 năm 2024. Ước mong được sự ủng hộ của quý doanh nghiệp và đồng hương Saskatoon. Thêm ngập lá khu gầy lạnh lùng em thương nhớ anh. Nghe gió vi vu gió lạnh tự miên biên khu vương vấn tình quê người đi ngày ấy chưa về. Ngoài trời mưa bay vẫn bay cho lòng anh thương nhớ ai. Anh ơi, gió lạnh mùa đông, gió lạnh lòng trời đi giữ non nhà trong đêm lạnh giá. Thương anh dù cho đã mòn, dù cho bể cạn, tình em vẫn không đổi dạ thay lòng. Nghe gió đông sang nhớ người ngàn dặm quan xa. Giây phút này đây niềm thương nguồn nhớ dâng đầy, dù thời gian kia trống phai nhưng lòng em không đổi thay. Thời
lạnh mùa đông, gió lạnh lòng trái đi giữ non nhà trong đêm lạnh giá. Thương anh dù cho đã mòn, dù cho bể cạn, tình em vẫn không đổi dạ thay lòng. Nghe gió đông sang nhớ người ngàn dặm quan xa. Giây phút này đây niềm thương muôn nhớ dâng đầy, dù thời gian kia trong phai nhưng lòng em không đổi thay. Giây phút này đây niềm thương muôn nhớ dâng đầy, dù thời gian kia trong phai nhưng lòng em không đổi thay. Thời tiết lạnh phá kỷ lục khắp miền Tây Canada, bao gồm Saskatchewan. Hầu hết các tỉnh miền Tây Canada đang phải đối phó với cái lạnh thấu xương và độ buốt wind chill khắc nghiệt. 10 khu vực trong tỉnh Saskatchewan đã được ghi vào hồ sơ kỷ lục mới vào ngày hôm qua thứ Bảy 13 tháng 1, khi thời tiết lạnh khắc nghiệt tiếp tục bao trùm khắp tỉnh. Nơi lạnh nhất ở Saskatchewan hôm thứ Bảy là tại thị trấn Leader gần ranh giới tỉnh Alberta, khi nhiệt độ đã xuống tới gần -46°C chưa tính wind chill. Sáng nay, Chủ nhật 14 tháng 1, cả tỉnh Saskatchewan cũng được cảnh báo về thời tiết lạnh khắc nghiệt. Nhưng theo Sở Môi trường dự báo, nhiệt độ sẽ tăng dần trong tuần này. Đến ngày thứ Bảy cuối tuần, nhiệt độ tại Saskatoon sẽ tăng lên tới khoảng -12°C. Giáo viên ở Saskatchewan chuẩn bị biểu tình vào ngày thứ Ba. Giáo viên trên khắp tỉnh Saskatchewan đang chuẩn bị xuống đường biểu tình vào ngày thứ Ba này. Liên hội giáo viên Saskatchewan, đại diện cho toàn thể giáo viên trong tất cả các trường học công lập và công giáo, hôm thứ Năm thông báo nói rằng mục đích cuộc biểu tình là để lên tiếng với chính phủ biết về sự quan tâm của giáo viên và làm sao để đáp ứng nhu cầu của họ. Các giáo viên muốn các vấn đề cải thiện các lớp học và quy định về số học sinh trong mỗi lớp học phải được bàn thảo và giải quyết. Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Jeremy Corkrill nói rằng chính phủ bày tỏ thất vọng với quyết định xuống đường biểu tình của Liên hội giáo viên và nói rằng chính phủ vẫn đang trong cuộc thảo luận và sẵn sàng đối thoại. Liên hội giáo viên nói họ hiểu rằng kế hoạch xuống đường biểu tình có thể sẽ ảnh hưởng tới cả phụ huynh và học sinh, nhưng họ cũng nhận được những ý kiến ủng hộ từ phụ huynh muốn chính phủ quan tâm hơn để cải thiện điều kiện giảng dạy con em họ được tốt hơn. Hỏa hoạn tại nhà máy xay lúa mì trên đường số 33. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy xay lúa mì và sản xuất bột mì trên đường số 33 vào sáng hôm thứ Sáu vừa qua. Sở cứu hỏa nhận được cuộc gọi báo lúc khoảng 9:30 sáng. Nhân viên nhà máy đã chạy thoát ra ngoài và báo cáo vụ cháy xuất phát từ một bộ phận cơ khí trên tầng 4, cháy lan theo ống khói nóng và cháy lan lên tới tầng 6 của nhà máy. 13 chiếc xe cứu hỏa đã được huy động đến chữa cháy. Do thời tiết lạnh khắc nghiệt nên đã gây ra một vài trở ngại cho công tác chữa cháy, như các ống dẫn nước bị đông, bị bể và rối ống dẫn nước. Các cầu thang và các thiết bị cứu hỏa cũng bị đông và gây trở ngại khi sử dụng. Không có báo cáo về thương tích trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy hôm thứ Sáu. Xe buýt chở học sinh hủy bỏ phục vụ hôm thứ Sáu. Do thời tiết lạnh khắc nghiệt trên cả tỉnh Saskatchewan vào hôm thứ Sáu, với độ buốt wind chill xuống dưới mức -50°C, khiến tất cả xe buýt chở học sinh đã hủy bỏ hoạt động. Sở học vụ các trường pháp lịch đã phổ biến một thông cáo nói rằng
Các xe buýt chở học sinh sẽ tự động hủy bỏ hoạt động trong ngày khi nhiệt độ cộng với độ bút wind chill ghi nhận lúc 7 giờ sáng là trừ 45 độ C hoặc lạnh hơn. Sở học vụ các trường Catholic cũng thông báo hủy bỏ xe buýt chở học sinh ở Saskatoon, Woolman và Martinville, trong khi tất cả các trường học thì vẫn mở cửa như thường lệ vào hôm thứ Sáu. Phút đầu gặp em tình tú quay cuồng, lòng đang giá băng, bỗng ngập tràn muôn tia nắng. Nghe bao xót xa vút bay theo cánh chim ngàn, dừng bước nơi này chỉ còn em với ta. Ngỡ ngàng nhìn em như đã quen rồi, hỏi em biết chăng những bàng hoàng giăng vây kín như muôn tóc mây quên vương đôi mắt nhung huyền. Mong ước đây rồi sao ngại ngùng vương trong ta. Sao nói không nên lời, đành xin ôm trọn mỗi u hoài trong tâm tư. Biết thừa nào quên, quên hết yêu phiền, để thôi xót xa, để bàng hoàng không vây kín. Bao nhiêu ước mơ rồi đây sẽ kết nên. Mong ước một ngày thôi được chờ ta có nhau. Xin ôm tròn mỗi ưu hoài trong tâm tư. Biết thuở nào quên, quên hết yêu phiền, để thôi xót xa, để bàng hoàng không vây kín. Bao nhiêu ước mơ rồi đây sẽ kết nên lời. Mong ước một ngày thôi đợi chờ ta có nhau. Cư dân Saskatoon này có thể chọn đổi thùng rác cỡ nhỏ hơn. Thành phố trong tuần qua đã bắt đầu nhận đơn của những ai muốn thay đổi thùng rác màu đen cỡ nhỏ hơn thùng đang có. Thị trưởng Saskatoon, ông Charlie Clark, nói cư dân này có thể điền mẫu đơn yêu cầu thay đổi thùng rác từ nay cho đến ngày 1 tháng 3. Thành phố nói hiện nay sẽ tính lệ phí cố định
là $9.92 mỗi tháng, áp dụng từ tháng 1 đến tháng 6 cho tất cả những nhà đang có thùng rác màu đen, cho đến khi hoàn tất việc thay đổi thùng rác vào khoảng giữa năm. Hội đồng thành phố đã chấp thuận cho áp dụng 3 cỡ thùng rác khác nhau. Thùng lớn nhất là thùng 360 lít hiện nay đang sử dụng, thùng cỡ trung 240 lít và thùng nhỏ nhất là 120 lít. Thành phố sẽ phải chi hơn $4 triệu để mua 2 cỡ thùng rác mới. Sau 6 tháng đầu áp dụng lệ phí cố định, thành phố sẽ tính lệ phí thùng cỡ nhỏ là $3.73 một tháng, thùng cỡ trung là $7.05 và thùng lớn hiện nay đang sử dụng là $10.58 một tháng. Cháy nhà gây ra bởi đồ chơi chạy bằng pin. Sở cứu hỏa đáp ứng đến vụ hỏa hoạn tại một căn nhà trên đường Anderson Crescent thuộc khu dân cư Collette Park lúc gần 9 giờ sáng thứ Tư, và mức thiệt hại được ước tính là $150,000. Khi đến nơi không thấy khói hay lửa. Tuy nhiên, người trong nhà đã chạy ra khỏi nhà và cho biết có vài con mèo đang bị kẹt ở bên trong nhà, nhưng không có người nào khác. Toán cứu hỏa vào trong nhà thấy một ngọn lửa dưới tầng basement và dập tắt lúc 9 giờ 30 sáng. Giới chức điều tra tại chỗ đã xác định được nguyên nhân vụ cháy là do đồ chơi chạy bằng hai cục pin loại AA. Tìm kiếm manh mối giúp điều tra vụ giết người thứ 11 của năm 2023. Cảnh sát đang kêu gọi sự hỗ trợ từ công chúng để tìm kiếm manh mối sau khi công bố một tấm ảnh từ video an ninh liên quan đến vụ giết người thứ 11 trong năm 2023 tại Saskatoon. Vào ngày 14 tháng 12, lúc 1 giờ 30 sáng, cảnh sát nhận được báo cáo về một người đang bị thương trong con đường hẻm gần góc đường số 21 và Montreal Avenue bên phía Tây. Cảnh sát tìm thấy một người đàn ông 33 tuổi bị bắn trọng thương, sau đó đã qua đời trong bệnh viện. Qua cuộc điều tra, cảnh sát nói nạn nhân có dính líu đến một vụ cãi cọ xung đột với một người đàn ông khác cũng 33 tuổi. Người trong đoạn video an ninh đã đi bộ trên đường Whitney Avenue hướng tới đường số 21. Cảnh sát tin rằng nghi phạm đã vào trong một căn nhà tại khu vực lúc khoảng 1 giờ 30 sáng. Bất cứ ai có thông tin liên quan được yêu cầu liên lạc với cảnh sát. Đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao xao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn vắng ai, mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi trong thì mây mưa cứ trôi hoài, khát khao chờ mong. Đêm đông lao xa, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao xao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu,
đêm cô đơn vắng anh, mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Một mai nghe tiếng anh cười, cỏ cây như muốn níu chân, nhẹ nâng câu hát ban đầu dấu xưa tuyệt vời. Một mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai. Bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt trên làn sóng 90.5 FM. Chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát để phát thanh một số thông tin của đài. Xuân tới rồi, mặc vào người rồi ra, ngồi lại chào mẹ cha, hàng lụa là thơm dáng tiêu thơ. Xin cho em một chiếc áo màu, cho em đi nhẹ trong nắng chiều. Một chiều nhiều người theo ở ngoài đường trên phố, và lòng người như áo phất phơ. Xin cho em một chiếc áo như mây hồng, một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên Internet tại trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Trên góc đỏ hoa, cho em leo từng con dốc dài, cho em xuôi về con dốc này. Rồi một ngày mai đây, từng kỷ niệm êm ái trở về đây trên chiếc xe này. Xin cho em nhiều thêm chuyến xe em đến, xin cho em nhiều thêm chuyến xe em đến, xin cho em nhiều thêm chuyến xe em đến, xin cho em nhiều thêm chuyến xe em đến, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo. Hy vọng những tình khúc tuổi học trò sẽ gợi nhớ một thời mà ai cũng đã trải qua, một thời đáng yêu, một thời thắp sách đến trường, tuổi áo trắng mộng mơ. Xin cho em một mơ tóc tơ xây dựng, xin cho em một mơ tóc tơ xây dựng. Số người vào xem đèn Noel trong công viên Forestry Farm phá kỷ lục.
Cuộc triển lãm đèn Noel tại công viên Forestry Farm đã thu hút một con số kỷ lục về số người vào xem trong mùa lễ Giáng sinh vừa qua. Các nhà tổ chức cho biết tổng số có 93.440 người đã vào xem cuộc triển lãm đèn Noel tại công viên Forestry Farm trong thời gian từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 7 tháng 1. Đây là con số kỷ lục mới cho cuộc triển lãm đèn Noel năm thứ 25 tại Saskatoon. Kỷ lục trước đó là 92.000 người trong mùa Giáng sinh cuối năm 2020 trong thời gian đại dịch COVID-19. Các nhà tổ chức nói nhờ không có tuyết và nhiệt độ trên trung bình đã đóng góp cho sự gia tăng số người thăm viếng. Ngoài ra, lộ trình lái xe drive-thru xem đèn Noel năm nay đã có thêm 3 chỗ trưng bày mới. Số tiền thu được từ cuộc triển lãm đèn Noel tại công viên Forestry Farm được dùng để hiến tặng cho hai tổ chức sáng lập, Sở thú Saskatoon và Bệnh viện City ở Saskatoon. Nhà hàng Arby's ở Downtown đã đóng cửa. Nhà hàng Arby's ở góc đường số 22 và Avenue B đã đóng cửa. Một phát ngôn nhân của công ty điều hành hệ thống nhà hàng Arby's cho biết, nhà hàng tại đây sẽ đóng cửa vĩnh viễn và không cung cấp thêm chi tiết về lý do đóng cửa. Nhà hàng Arby's đã hoạt động tại địa điểm đường số 22 hơn một thập kỷ qua. Tại Saskatoon, hiện nay chỉ còn một nhà hàng Arby's duy nhất, tọa lạc trên đường Circle Drive, vẫn mở cửa hoạt động. Saskatoon hy vọng sẽ tuyển dụng tân cảnh sát trưởng vào mùa xuân năm nay. Hội đồng cảnh sát Saskatoon đã chọn được một công ty tuyển dụng độc lập để tuyển chọn một vị cảnh sát trưởng thứ 13 của thành phố. Hồi tháng 10 năm ngoái, cảnh sát trưởng Troy Cooper đã thông báo sẽ nghỉ hưu vào ngày 16 tháng 1 sau gần 6 năm lãnh đạo lực lượng cảnh sát của thành phố và chấm dứt 31 năm phục vụ trong ngành cảnh sát. Hội đồng cảnh sát Saskatoon sẽ có thông báo tuyển dụng một cảnh sát trưởng trong vài tuần sắp tới, với mục tiêu là sẽ chọn được ứng viên trong mùa xuân năm nay. Thị trưởng Charlie Clark nói rằng chúng ta cần một người có thể liên hệ với cư dân trong cộng đồng. Hội đồng cảnh sát hy vọng vị tân cảnh sát trưởng Saskatoon sẽ có thể nhậm chức trong mùa hè năm nay. Canada được xếp hạng nhì trong danh sách những quốc gia có cuộc sống tốt nhất thế giới. Theo kết quả cuộc nghiên cứu của tổ chức Kantar của Anh Quốc vừa phổ biến hôm 9 tháng 1, thì Thụy Sĩ là quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng những quốc gia có cuộc sống tốt nhất thế giới. Đứng hạng nhì là Canada, tiếp theo sau là Thụy Điển, Úc và Hoa Kỳ trong danh sách 5 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng. Theo đó, trong 2 năm liên tiếp, Canada đã được xếp hạng nhì trong danh sách các quốc gia có cuộc sống tốt nhất thế giới. Tổ chức Kantar, chuyên về nghiên cứu thị trường toàn cầu, đã căn cứ vào 10 yếu tố để xếp hạng 87 quốc gia trên thế giới, bao gồm phẩm chất cuộc sống, văn hóa, di sản, xã hội, kinh doanh, quyền lực, bảo vệ môi trường, v.v. 87 quốc gia được xếp hạng bao gồm 80% dân số thế giới và chiếm 95% tổng số sản lượng nội địa GDP của thế giới. Sau đây là danh sách 10 quốc gia có cuộc sống tốt nhất thế giới trong năm 2023, theo thứ tự từ cao xuống thấp. Đứng đầu là Thụy Sĩ, thứ nhì là Canada, 3 Thụy Điển, 4 Úc, 5 Hoa Kỳ, 6 Nhật, 7 Đức, 8 Tân Tây Lan, 9 Anh và thứ 10 là Hà Lan. Do mùa xuân về trên xứ lạnh tình nồng phải thế không em? Đêm nay giao thừa sao tuyết vẫn rơi cho anh nghe lòng sao xuyến đơn côi bao nhiêu mong chờ xuân sang ngày mới.
cho đến mùa xuân ngày xưa chúng mình. Nâng hoa mai vàng mơ ước xa xôi, xưa quê hương mình xuân đến pháo vui, bao nhiêu ân tình tha thiết cho nhau, mong xuân mang về nắng ấm yên vui. Anh mơ một chiều mùa xuân nắng hồng, trên quê hương mình yêu thương khắp nơi, muôn hoa kết ngập đường vui, bên nhau dập dìu trên lối. Anh mơ ước ngày trên quê hương mình hạnh phúc nơi nơi. Đã mây mùa xuân về trên xứ lạnh, bao năm đong đầy thương nhớ chưa nguôi, nơi anh bây giờ hoa tuyết đang rơi, anh xin ơn đời một thoáng yên vui, cho xuân mang về thương yêu đầy vơi. Khắp lối muôn hoa kết ngập đường vui, bên nhau dập dìu trên lối. Anh mơ ước ngày trên quê hương mình hạnh phúc nơi nơi. Đã mây mùa xuân về trên xứ lạnh, bao năm đong đầy thương nhớ chưa nguôi, nơi anh bây giờ hoa tuyết đang rơi, anh xin ơn đời một thoáng yên vui, cho xuân mang về thương yêu đầy. Bản tin cuối liên quan đến Việt Nam. Công an Việt Nam bác bỏ tin Nguyễn Phú Trọng qua đời. Trong lúc các báo và Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục giữ im lặng về các tin đồn về bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Công an tỉnh Vĩnh Phúc đột nhiên lên tiếng bác bỏ. Bài đăng vào chiều thứ Bảy ngày 13 tháng 1 trên Facebook Công an tỉnh Vĩnh Phúc cảnh báo người dân rằng mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, các trang báo phản động đang xuất hiện các thông tin sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt đi chữa bệnh, vân vân. Đây là các thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, quý bạn đọc và nhân dân lưu ý. Không rõ tại sao Công an tỉnh Vĩnh Phúc lại đứng ra bác bỏ tin đồn thay cho Bộ Ngoại giao hay Bộ Thông tin Truyền thông, cũng như Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong khi đó, một số bài đăng cập nhật tình trạng bệnh tình của ông Trọng của Facebooker Hoàng Dũng được ghi nhận đã bị chặn truy cập ở Việt Nam. Ông Hoàng Dũng dựa vào một số nguồn tin khi viết cáo phó ngắn gọn trên trang cá nhân. Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, từ trần ngày 11 tháng 1 năm 2024. Luật sư Võ An Đôn đang tị nạn ở Mỹ viết trên Facebook cá nhân rằng
tin tức nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay Nguyễn Phú Trọng chết ngày 12 tháng 1. Để tránh xáo trộn nội bộ và gây hoang mang dư luận nhân dân, Đảng Cộng sản quyết định giữ kín thông tin này, chờ đến khi chọn được người kế nhiệm thì công bố cho dân biết. Luật sư Đôn viết thêm, hơn 70 năm cai trị của Đảng Cộng sản, toàn dân Việt Nam chịu muôn vàn đắng cay, khổ cực vì sự cai trị tàn độc của chế độ Cộng sản. Đây là cơ hội để người dân cả nước thay đổi vận mệnh của chính mình và đất nước. Liên quan tới tình trạng của ông Trọng, hãng tin Bloomberg ngày 12 tháng 1 đưa tin tạm dịch như sau. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhập viện sau khi lâm bệnh và Ban chấp hành Trung ương đã phải hủy cuộc họp trong tuần này. Ông Nguyễn Phú Trọng, 79 tuổi, được ghi nhận đã phải nhập viện hồi đầu tuần này vì một căn bệnh chưa rõ và không thể xác định ngay mức độ nghiêm trọng của căn bệnh. Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã không hồi đáp email yêu cầu bình luận của hãng tin vừa nêu. Tình trạng sức khỏe suy yếu của ông Nguyễn Phú Trọng đã là chủ đề được đồn đoán trong nhiều năm và chính ông đã đề cập đến vấn đề này. Ông tỏ ra miễn cưỡng về chuyện đảm nhận chức vụ cao nhất khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2021, khi nói rằng mình muốn nghỉ hưu vì tuổi cao sức yếu. Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cho đến nay vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức nào về sức khỏe của người thực chất nắm quyền lực cao nhất tại Việt Nam. Theo thông lệ, mỗi khi xảy ra cái chết của một giới chức thuộc hàng tứ trụ, các báo ở Việt Nam không bao giờ được phép loan tin ngay, mà phải chờ Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương nhóm họp khẩn rồi ra thông cáo đặc biệt. Thank you.
đón mai đào, mùa xuân đẹp sao. Giờ đây tìm đâu thấy đâu. Xuân ơi thương nhau ngập lòng. Xuân ơi ta sợ một tâm. Quê hương yêu ơi. Thông báo của Hội Người Việt Saskatoon về chương trình tiệc họp mặt văn nghệ mừng xuân Giáp Thìn. Trong không khí đón mừng năm mới Tết Giáp Thìn 2024, Hội Người Việt Saskatoon sẽ tổ chức một buổi tiệc họp mặt văn nghệ cộng đồng vào ngày thứ Bảy, 3 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Quý Mão, thời gian từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm, tại hội trường bên cạnh nhà thờ Holy Family, số 123 Nelson Road, gần góc đường Atrix Drive. Bữa ăn tối theo hình thức buffet sẽ do Hội Người Việt Saskatoon phụ trách với sự hỗ trợ của các đoàn thể và thân hữu trong cộng đồng. Chương trình gồm múa lân, văn nghệ cộng đồng, karaoke, lì xì cho trẻ em, bán hàng, xổ số và dạ vũ. Giá vé tham dự $35, trẻ em từ 6 đến 12 tuổi $20, trẻ em nhỏ dưới 6 tuổi thì miễn phí nếu đi cùng với người lớn. Vé bảo trợ VIP, bàn 8 ghế được dành sẵn là $400. Quý đồng hương muốn tham dự, xin vui lòng liên lạc một trong các số điện thoại sau đây để đặt mua và nhận vé. Anh Đông Trần 306-261-1815, chị Mỹ Linh 306-251-2441, chị Dung Võ 306-261-1752, anh Thanh Sơn 306-251-1167. Anh Trung Nguyễn 306-251-0003 hoặc có thể đến mua và nhận vé tại hai địa điểm sau đây: Dung Nail and Spa số 2403 đường số 22 West, tiệm may Mỹ Linh số 414 đường số 33 West. Xin lưu ý vé sẽ không có bán tại cửa, hạn chót bán vé là ngày 27 tháng 1. Ngoài ra, quý đồng hương, hội đoàn, thương nghiệp muốn tham gia bán hàng trong hội trường, quý vị mạnh thường quân có nhà ý muốn bảo trợ, ủng hộ tặng phẩm xổ số. Quý anh chị em, các cháu muốn tham gia thiện nguyện, đóng góp các tiết mục văn nghệ cộng đồng, v.v. Vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc họp mặt văn nghệ Tết Giáp Thìn 2024. Hội Người Việt Saskatoon trân trọng kính mời. Thông báo của Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Saskatoon về gói bánh chưng gây quỹ. Trong không khí tưng bừng mừng đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Cộng đoàn Công giáo Đức Mẹ La Vang Saskatoon sẽ tổ chức gói bánh chưng gây quỹ cho cộng đoàn. Quý đồng hương có thể đặt mua và nhận bánh qua các số điện thoại hoặc tin nhắn sau đây. Anh Đỗ Ngọc Hưng 306-362-7422. Anh Trần Thanh Sơn 306-251-1167. Chị Trần Thúy Nga 306-220-6649. Bánh được bán với giá $22 một tấm. Ngày giao bánh là ngày 1, 2 và 3 tháng 2 năm 2024. Hạn chót đặt bánh là ngày 29 tháng 1 năm 2024. Ước mong được sự ủng hộ của quý doanh nghiệp và đồng hương Saskatoon. Xuân xưa đẹp vô bờ, giờ thấy lòng những hững hờ.
quê hương mừng xuân tha phương, nghe như đau thương quyện trong nắng ấm mùa xuân nơi đây, giữ ấm xuân xưa còn vương trên mây. Việt Nam yêu ơi, nhớ biết bao mỗi lúc xuân về. Việt Nam yêu ơi, tình quê thiết tha dâng tràn trề. Nơi xuân nơi phương trời xa, nhớ xuân xưa ở quê nhà, lòng tràn hòa bao xót xa. Xuân tha phương, tim sao xuyên nhung nhớ quê hương. Mừng xuân tha phương, nghe như đau thương quyện trong nắng ấm mùa xuân nơi đây. Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên YouTube CFCR Việt Nam East. Toàn ban Việt ngữ thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả. Mùa xuân nơi đây, còn vương trên mây, mùa xuân nơi đây, giữ ấm xuân xưa làm ta ngất ngây. Mừng xuân tha phương, tim sao xuyên nhung nhớ quê hương. Mừng xuân tha phương, nghe như đau thương quyện trong nắng ấm.